Xin chào quý khách hàng và xin chào các bạn đã trở lại với channel của Đạt Toyota. Hôm nay Đạt sẽ review cho các bạn một sản phẩm mới, một sản phẩm rất là hot luôn. Đó chính là chiếc Toyota Altis model 2018. Các bạn đi theo mình nhé. Vào phần đầu xe thì xe Toyota Altis thì mình chia sẻ với các bạn luôn, thì phiên bản này là phiên bản facelift các bạn ha, tức là phiên bản có những thay đổi bên ngoài xe và một xíu bên trong nội thất, chứ còn về động cơ khung gầm thì chưa có thay đổi các bạn nha. Thì ngay về phần phía trước xe thì các bạn thấy cụm đèn pha được thiết kế hoàn toàn mới, vuốt đều qua hai bên lưới tản nhiệt, và cùng với đó là lưới tản nhiệt được thiết kế dạng mảnh mạ chrome rất là đẹp các bạn. Phía dưới ở đây là đèn sương mù cũng được thiết kế mới luôn các bạn ha, trông rất là thể thao và thanh lịch. Mình cùng đi về bên phía hông xe. Ở đây cái phiên bản mình đang review cho các bạn đó chính là phiên bản 1.8e, một phiên bản mới trong 5 phiên bản được ra mắt lần này trên mẫu xe Toyota Altis. Thì phiên bản này là phiên bản 1.8e số tự động CVT. Mâm xe này cũng là mâm xe mới luôn các bạn, và kích thước của nó, tại vì cái phiên bản này là phiên bản E cho nên kích thước mâm là mâm 16-15 các bạn ha. Tiếp theo mình đi về phía hông xe. Ở đây mình có gương chiếu hậu sơn cùng màu thân xe, được tích hợp đèn báo rẽ. Ở đây tay nắm cửa của mình, tay nắm cửa cũng cùng màu thân xe, nhưng mà ở đây thì mình có một cái đường chạy dọc mạ chrome sáng bóng trên cái xe này. Nào mình cùng đi tiếp tục. Phía sau xe, phía sau xe thanh nẹp ngang mạ chrome ở đây các bạn, được thiết kế mới dạng mảnh hơn, nó sẽ có các bạn tọ nhỏ hơn so với thế hệ trước, nhưng mà ở đây nó được thiết kế kéo dài liền nét, tạo thành một mạch xuyên suốt từ hai cái đèn hậu. Đây ở đây các bạn có thấy mạ chrome rất đẹp các bạn, giúp cho cái xe này nó trông rất là liền lạc. Và đặc biệt khi mà vào ban đêm, ở đây nó có một cái dải đèn led các bạn, tạo nên sự nổi bật khi mà người ta đi trong cái xe của bạn, khi mà người ta đi từ phía đằng sau cái xe của bạn cụm đèn rất là nổi bật. Thì tại vì cái xe này nó cũng vừa mới về đây luôn, cũng vừa mới trưng bày, cho nên là mình cũng chưa mượn được cái chìa khóa, cho nên là cũng chưa test được cái đèn ban đêm cho các bạn xem ha. Các bạn thông cảm, mình sẽ có một vlog sau. Và ở đây cái phiên bản mình đang review cho các bạn là 1.8e, tức là phiên bản này số rộng là phiên bản mới. Từ trước tới giờ thì Altis là chưa có cái phiên bản mà 1.8e, tức là phiên bản nó mang tính chất gọi là tiết kiệm thương mại với những option vừa phải các bạn nhé. Nè, mình cùng đi vào bên phía trong xe. Đây các bạn, đây là chính là phần nội thất của chiếc xe Toyota Altis mới các bạn. Trên phiên bản 1.8e này thì nội thất xe được trang bị hai tông màu, đó chính là màu đen và màu kem các bạn ha, hay còn gọi là màu vàng, nó hơi ngả vàng các bạn. Và ghế, chất liệu ghế ở đây là ghế nỉ các bạn ha, nỉ cao cấp rất là đẹp và rất là êm. Ghế lái thì trên phiên bản này là chỉnh cơ các bạn. Ở đây mình có cái cửa với cánh tay cửa này có cái thanh kéo vào rất là to bản, rất là chắc tay khi các bạn ra vào xe, rất là thuận tiện các bạn. Ở đây mình có cụm phím điều chỉnh gương hậu, gương trái gương phải. Xe này là một phiên bản 1.8e cho nên là chưa có tính năng gương chiếu hậu gập điện các bạn nhé. Và ở đây cũng một tính năng mới luôn, đó chính là cái cửa gió điều hòa được thiết kế lại dạng hình tròn chứ không phải là hình vuông như trước kia, và có cánh điều chỉnh, nó cũng mang một cái hơi hướng nào đó giống như những cái mẫu xe cao cấp, ví dụ như là Mercy các bạn ạ. Mình cùng bước vào phía bên trong xe. Đây là chính là vô lăng, phần phía vô lăng người lái trên phiên bản 1.8e. Ở đây các bạn, mình chưa có mượn được cái chìa khóa cho nên các bạn thông cảm nhé.
thì mình sẽ review cho các bạn sau, tại vì xe này nó cũng mới về. Ở đây thì mình có màn hình hiển thị đa thông tin là dạng màu luôn các bạn ha. Ở đây có cụm phím điều khiển màn hình đa thông tin. Ở đây có cụm phím điều khiển âm thanh. Ở đây thì xe này thì được trang bị trên phiên bản 1.8e thì được trang bị đầu CD, một đĩa và 4 loa thôi các bạn. Mặt tắc lô cũng được thiết kế mới. Ở đây thì mình có điều hòa, và trên phiên bản này thì được trang bị điều hòa cơ nha các bạn. Ở đây mình có 3 cái công tắc vặn nè. Đó, cái này là tốc độ quạt gió, cái này là hướng gió, và cái này là nóng lạnh các bạn ha. Xem thử. Đây chính là điểm nổi bật nhất trên cái xe Altis, chính là hộp số được trang bị là hộp số vô cấp CVT với 7 cấp số ảo và cụm cần số rất là đẹp, mạ chrome, và cần số ở đây là bọc da rất đẹp các bạn ha. Và có một cái điểm mới hoàn toàn trên cái xe Altis phiên bản mới này, đó chính là chế độ lái thể thao các bạn. Ở đây mình có chế độ lái sport, thì khi các bạn nhấn vào cái nút này đó thì cái xe này nó sẽ mang cái cảm giác lái rất là phấn khích và rất là thể thao cho các bạn. Thì hôm nào khi mà công ty mình sẽ trang bị cái xe lái thử này, mình sẽ có một cái vlog lái thử và review cho các bạn xem thực tế luôn các bạn ha. Xe Toyota tiếp được trang bị hàng ghế sau rất là rộng rãi và thoải mái. Rồi bây giờ mình sẽ ngồi thử vào cái hàng ghế sau này để cho các bạn xem cái mức độ rộng rãi và tiện dụng của xe Toyota Altis như thế nào các bạn nhé. Đây các bạn, mình đang ngồi ở hàng ghế sau của xe Toyota Altis. Thì cái hàng ghế sau của xe này là cực kỳ thoải mái các bạn nhé. Cái này là mình đang điều chỉnh cái ghế đằng trước á, là khách hàng đang ngồi ở cái tư thế gọi là thoải mái, chứ mình không có kéo ghế đằng trước lên các bạn nhé. Và ở đây này các bạn xem đầu gối mình và cái hàng ghế trước là một khoảng cách tương đối là rộng. Đầu mình và cái trần xe này các bạn còn một nguyên một khúc ở đây, còn nguyên một khoảng cách ở đây, ngồi rất là thoải mái các bạn. Xe Toyota Altis ngồi cực kỳ thoải mái. Ở đây bên hông mình có cái để tay cho tựa tay, và ở đây có luôn cái để mà bỏ nước ở phần ngăn này các bạn nhé. Bây giờ mình cùng di chuyển vào cái khoang phía giữa. Thiết kế ở đây các bạn, xe Toyota Altis có một điểm nổi bật là khi mà các bạn đi ba người lớn ở phía sau, xe này được trang bị ba cái tựa đầu ở hàng ghế sau các bạn nhé, và ngồi rất là thoải mái khi mà xe này. Thì đợt trước mình có cái dòng xe này 1.8e số tự động, thì cái phân khúc này các bạn được Toyota bán ra với những trang thiết bị nó tinh giảm để nó kéo cái giá thành xe này nó hạ thấp xuống, mục đích để cho khách hàng có thể vừa đi gia đình và vừa có thể phục vụ mục đích kinh doanh được. Ở Thái người ta xưa giờ thì các bạn thấy kinh doanh thì có xe Vios thôi, nhưng mà đợt này thì mình nghĩ xe này sẽ đánh mạnh vào phân khúc khách hàng vừa đi gia đình vừa kinh doanh Grab, Uber hoặc là dịch vụ du lịch. Tại vì mình thấy khi mà đợt trước mình có đi Thái Lan một lần, thì ở Thái Lan thì người ta chạy toàn taxi toàn xe này không, tại vì nó tiện dụng. Và cái hai nữa là cái hộp số tự động CVT này cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn. Tiết kiệm như nào thế nữa mình sẽ cho các bạn xem cái bảng thông số, các bạn sẽ bất ngờ về mức độ tiêu hao nhiên liệu với xe Altis này. Tuy nó có dung tích 1.8 nhưng mà lượng và hộp số tự động, nhưng mà lượng tiêu hao nhiên liệu của nó là cực kỳ ấn tượng các bạn ạ. Đây ok các bạn, mình đang ngồi ở vị trí giữa hàng ghế cuối cùng, hàng ghế sau các bạn. Ở đây các bạn, khi mà người lớn ngồi cũng rất là thoải mái, tại vì xe này được trang bị ba cái tựa đầu ở ba hàng ghế, và cái gân giữa này các bạn, cái đường gân giữa ở đây các bạn, nó chỉ là một cái đường lợn nhỏ thôi, cực kỳ nhỏ chứ nó không có cao lên như một số dòng xe khác đó, cho nên là người ngồi ở vị trí chính giữa cũng rất là thoải mái các bạn, không có bị cộp chân lên. Và khi các bạn di chuyển qua lại ở cái phía đằng sàn sau xe này cũng rất là thoải mái các bạn ạ. Ok đây là phần cốp phía sau của xe Toyota Altis 2018 này các bạn. Phần cốp sau cực kỳ rộng rãi và thoải mái các bạn, với cái dung tích cốp này và cái phần cửa mở phía trên này rất là rộng và ngửa lên trên hơn một góc 90 độ, cho nên là các bạn dễ xếp dỡ hành lý một cách rất là thoải mái.
về dung tích rất là rộng các bạn, đảm bảo cho các bạn những cái chuyến đi du lịch được thoải mái hơn, và mình có thể mang theo nhiều hành lý cũng như mua sắm rất là thoải mái các bạn nhé. Nào, và cái trên xe này cũng được trang bị cái ghế đằng sau gập 40-60 thông với khoang hành lý phía sau. Đây mình lật luôn cái phần bên kia cho các bạn dễ hình dung nhé. Ok các bạn, cái hàng ghế sau mình có thể gập như thế này nè các bạn, mình có thể gập như thế này để khi mình chở những cái đồ dài, ví dụ như là gậy đánh golf hay là cái xe đạp hay là những cái hàng lý công kình khác á, thì mình có thể tạo thành một cái mặt phẳng như thế này, rất là tiện, rất là tiện lợi, và thiết kế này rất là hay các bạn nhé. Ok các bạn, trên phiên bản Toyota Etis Model 2018 này các bạn, thì cái tính năng an toàn rất được Toyota chú trọng. Và trên xe này thì mặc dù là một phiên bản 1.8e, tức là phiên bản thấp, nhưng Toyota vẫn trang bị trên xe 7 túi khí vòng quanh xe, thì nó sẽ vào phía trước thì sẽ có 3 túi khí. Ở đây các bạn để nhận biết được vị trí túi khí thì các bạn để ý này, ở đây nó chỉ có chữ SOS Airbag, tức là túi khí các bạn. Thì túi khí phía trước ở vị trí tài xế thì mình sẽ có 2 túi khí, và phía dưới này nữa các bạn. Ở cái này nó hơi tối các bạn nhé, các bạn thông cảm ha. Thì túi khí trên vô lăng này các bạn, túi khí ở phía dưới đầu gối và túi khí phía trước cho người lái. Và xe này được trang bị 2 túi khí bên hông ở hai ở phía ghế trước các bạn, ở đây các bạn đó, ở đây nó có chữ SES Airbag này các bạn nhé. Và túi khí rèm nữa các bạn, đây túi khí rèm bên hông để mình quay cho các bạn xem nhé. Đây các bạn, đây túi khí rèm, có nghĩa là xe này được trang bị 7 túi khí vòng quanh xe. Tức là những cái vị trí mà các bạn muốn xem thử cái xe nó có bao nhiêu túi khí thì các bạn lên xe các bạn để ý nè, những cái vị trí mà nó có chữ SOS Airbag này, thì khi mà cái túi khí nó hoạt động á, khi mà có cái sự cố xảy ra các bạn, thì mình lấy ví dụ như là ở vị trí này đi, thì nó sẽ túi khí nó sẽ bung từ vị trí này bung ra, và nó sẽ xé cái phần nhựa này ra, nó xé phần nhựa đây ra, và túi khí nó bung ra, nó bảo vệ cái hành khách ngồi trên xe. Và một tính năng thứ hai cũng rất được Toyota quan tâm, đó chính là hệ thống cân bằng điện tử các bạn nhé. Ok các bạn, và một hệ thống an toàn thứ hai nữa mà Toyota được quan tâm về đầu tư, đó chính là cái hệ thống cân bằng điện tử ở đây các bạn. Xe này được trang bị cái hệ thống cân bằng điện tử khi vào cua này các bạn, rồi hệ thống kiểm soát lực kéo, tức là khi các bạn khởi hành thì xe này, khi các bạn giọt ga hoặc là khi các bạn khởi hành thì cái xe này nó sẽ không có hiện tượng xoay bánh hoặc là trượt bánh trên đường các bạn nhé. Cho nên ở đây Toyota có trang bị hệ thống cân bằng điện tử và cái nút này để nút tắt, giống như mình trình bày ở những cái vlog trên dòng xe Fortuner đó, thì cái khi mà các bạn muốn có cảm giác lái thể thao, các bạn muốn grip thì các bạn có thể tắt cái tính năng an toàn đó. Xe được trang bị 4 thắng đĩa, có hệ thống khởi hành ngang dốc HAC, tức là khi mà các bạn đi trên đường đèo dốc thì các bạn không lo cái xe này nó bị trượt khi các bạn đứng giữa dốc các bạn nhé. Dòng xe Corolla là dòng xe nổi tiếng nhất về mức độ ổn định và bền bỉ từ xưa đến giờ, và chiếc Toyota thế hệ mới này cũng không là ngoại lệ, với động cơ được trang bị là động cơ với công nghệ Dual VVT-i, tức là công nghệ van biến thiên thông minh kép cả van nạp và van xả các bạn nhé. Cho nên các bạn thấy này, so trong nằm trong cái khoang động cơ, cái động cơ này rất là liền lạc và nó gần như là lấp đầy cả khoang động cơ các bạn nhé. Ở đây thì mình có công nghệ ACS, tức là đây các bạn, ở đây thì mình có cái công nghệ mới, cái đây chính là cái ACS, là công nghệ biến thiên đường ống nạp, giúp cho cái xe này nó, cái động cơ này nó vận hành êm ái và cái mức độ bứt tốc vượt tốc của cái xe này rất là tốt các bạn ạ.
Và với dung tích 1.8 nhưng cái xe này có mức độ tiêu hao nhiên liệu cực kỳ ấn tượng. Đây số liệu công bố các bạn nhé. Xe này có mức tiêu hao nhiên liệu là 5,2 lít trên 100 km khi các bạn đi ở đường trường, và 6,5 lít khi các bạn đi ở đường kết hợp, tức là vừa đi đường trường vừa đi đường trong đô thị, và có mức độ tiêu hao nhiên liệu 8,6 lít khi các bạn đi ở đường trong thành phố kẹt xe nhiều các bạn nhé. Xe này cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, cực kỳ êm ái. Đây là cái dòng xe mà mình tâm đắc nhất trong gia đình Toyota được bán ra tại thị trường Việt Nam hiện nay, vận hành rất là êm ái các bạn. Theo cá nhân mình đánh giá, chiếc xe này là chiếc xe đáng mua nhất trong năm này, đáng để mong đợi nhất các bạn ạ. Với những cải tiến thực sự là đột phá của Toyota. Các bạn vừa rồi mình có review đánh giá nhanh về cái xe Toyota Altis model 2018 này các bạn. Vì cái xe này nó mới về đây và thậm chí Toyota vẫn chưa có làm lễ công bố, cho nên hiện tại cái xe này thì cũng chưa được biết giá bán. Nhưng theo mình nghĩ thì cái xe này sẽ có một cái giá bán cực kỳ hợp lý. Và cái phiên bản vừa rồi mình review cho các bạn đó chính là phiên bản 1.8e, giống như là một phiên bản basic, phiên bản căn bản các bạn nhé. Vì xe mới về cho nên là mình cũng chưa mượn được cái chìa khóa để mình test xe hoặc là mình review những cái tính năng điện tử trên xe, các bạn thông cảm ha. Thì trong hẹn các bạn tuần sau, khi mà xe đã về đầy đủ màu và đầy đủ các model thì các cái model thì mình sẽ có những cái bài review đánh giá chi tiết hơn các bạn nha. Rồi cũng cảm ơn rất là nhiều các bạn, những quý khách hàng đã góp ý và comment cũng như liên hệ đối với Đạt cho cái việc quay vlog nó được hoàn thiện hơn và nó sẽ được tỉ mỉ cũng như châu chuốt hơn các bạn nhé. Rất mong các bạn, sự ủng hộ của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những vlog sau. Nếu thấy hay thì các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách bấm nút like hoặc subscribe trên YouTube của Đạt nhé. Đạt xin chân thành cảm ơn.